Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì thực sự là cái thời điểm là rất là khan hàng các bác nhá. Rất là khan hàng thì cũng lựa chọn mãi mới có một số hàng để cung cấp cho anh em thôi. Thì không có nhiều các bác nhá. Thì trong video em sẽ báo giá đầy đủ cho anh em trong video này luôn. Các bác thích mã nào, mã số nào, các bác alo trực tiếp cho bên em các bác nhá. Và bên em sẽ báo giá đầy đủ trong video luôn. Em có để ghi đầy đủ các mã số ở đây rồi. Đấy, tình trạng như nào sẽ báo luôn trong video này luôn nhá các bác nhá. Thì đây tất cả là những dòng máy của Party House các bác nhá. Thì nói chung mà những cái dòng này thì chẳng ai không biết nữa rồi. Những cái bác nào mà đã từng chơi qua những dòng Party House, nhìn qua mặt nó biết luôn là máy Party House rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Linh kiện sử dụng toàn là tụ nhôm cao cấp các bác nhá. Đấy, toàn tụ nhôm cao cấp luôn. Dễ chỉnh, dễ chơi mà giá rất phải chăng cho anh em luôn. Và anh em là quan tâm mua sản phẩm trong video này, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em bên cơ sở 2 các bác nhá. Gọi trực tiếp giúp em bên cơ sở 2. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Ok. Vâng ạ. Đây ạ, các bác em sẽ điểm danh luôn các bác nhá. Và ngay bây giờ, trước khi điểm danh từng con một, em sẽ alo trực tiếp một trong những cái con này để cho các bác nghe thấy chất âm của nó luôn nhá. Đây này. 1 2 6 7 2 6 1 2 3 4 5 6 7 2 6. Đây là chế độ eco các bác nhá. Các bác thích sang chế độ gì vọt, bấm sang chế độ 2 6 1 2 2 6 1 2 3 4 5 6 7 6. Gì vọt cực mượt các bác nhá, cực đẳng cấp luôn. Đây ạ, các bác nhìn đấy, cây đầu tiên của nó, con này rất dễ chỉnh nhé các bác nhá. Này, chỉnh tay rất đơn giản luôn, vài nút là hết này, các bác nhìn chưa này, rất là dễ chơi, dễ chỉnh này, xong hết. Đấy, các bác thích tăng giảm cái gì các bác nhìn vào đây. Đấy, thích tăng giảm gì các bác xoay xoay này, thế là xong. Đấy, rất đơn giản các bác nhá. Đấy, cây đầu tiên của nó là tên là VOS OK 118 các bác nhá. Mã số là mã số 1. Đấy. Cây số 2 là DKT. Con này KV 8000. Mã số 2 màu xanh các bác nhá. Mã số 3 là Vinia V K560 màu đen các bác nhá. Đấy. Mã số 4 là RSV DP 51 các bác nhá. Mã số 4. Tất cả nó đều giống nhau hết các bác nhá. Đấy, chỉnh y hệt như nhau luôn, không khác cái gì ạ. À, rất dễ chơi, dễ chỉnh các bác nhá. Đấy. Cây số 5, số 6 thì nó tên là Đô LB. Đấy. Có tên là 880X. Đấy. Thì em nói luôn là bốn cây này 1 2 3 4 này. Đấy, thì bốn cây này nó ra 6 ngõ các bác nhá. Ra 6 ngõ này 1 2 3 4 5 6. Đấy các bác nhá. Nó có 6 ngõ. Đấy. Ra 6 ngõ. Nhưng giữa hai cây dây cùng này thì nó không ra 6 ngõ mà nó chỉ ra có 4 ngõ thôi. Đấy, 4 ngõ thôi. Nhưng mà nó lại có cổng quang các bác nhá. Hai cây này nó có cổng quang. Đấy các bác nhá. Thì nó thiệt đi hai ngõ kia nhưng nó lại bù vào là nó có cổng quang. Đấy, và em bên em đã đồng giá tất cả anh em luôn là 1.200.000 đồng một cây, tất cả đều bằng tiền nhau các bác nhá. 1.200.000 đồng một cây, bao ship cho anh em luôn, bao test cho anh em một tháng, lỗ đổi còn mới luôn. Một dòng máy này nó có đầy đủ này, chống hú này, lưng tiếng này, eco này, dì vọt. Đấy các bác nhá, mua một mà được rất nhiều thứ trong đó. Riêng cái phần cái con này nó có chức năng nâng tiếng, các bác nghe nhạc nó khác một trời một vực, cái dòng khác rồi các bác nhá. Riêng con này nó có chức năng nâng tiếng, cái tiếng rất là hay các bác nhá, tiếng rất là hay luôn, tiếng nhạc rất là sâu, rất là chắc đó. Và có trong hú này, có eco này, đấy, có dì vọt này, đấy, rất là dễ chơi, dễ chỉnh. Nói chung dòng này thì nó quá dễ chỉnh rồi. Các bác nào mà đã từng chơi Party House thì chỉ nhìn qua cái là các bác biết là dòng này máy của Party House và rất dễ chỉnh rồi các bác nhá. Đó, thì mấy cây này thì thực ra thì nó cũng không có số lượng, nó chỉ có vài cây nên là em cũng để trong video này em bán luôn, gồm luôn, nói chung bán đồng giá cho anh em. Đấy, 1.200.000 đồng một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh một tháng, lỗ đổi còn mới các bác nhá. Và anh em nào thích mã nào các bác alo cho bên em và báo cho bên em luôn. Đấy, thực ra thì bán đồng giá, nói chung là tất cả các dòng máy nó xem giống nhau hết thôi, tất cả máy chỉ có đời trước và đời sau thôi. Đấy, còn tất cả kịch kiểu chỉnh giống nhau. Đấy, con này thì bốn con này được 6 đường thì nó này không có cổng quang, nhưng hai con này thì nó không, hai con dưới này nó không có đủ 6 đường, nó chỉ có 4 đường thôi, gồm có nghĩa là hai cổng chính, một cổng center và một cổng sup. Đấy, thì nó lại thêm có chức năng cổng quang nữa thì nó bù vào đấy, nó rất là hợp lý đúng không ạ? Đấy. Tất cả các chức năng cơ bản, hai cổng chính, một cổng center và cổng sup đầy đủ các bác nhá. Không thiếu gì luôn. Có chức năng nâng tiếng, chống hú, eco dì vọt. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy, vang nhại rất là mượt. Đấy, 1.200.000 đồng một cây. Lên 6. Các linh kiện của nó các bác nhìn này, toàn là linh kiện cao cấp, pu nhôm cao cấp các bác nhá. Máy rất là chất luôn, hàng xịn của Đài Loan các bác nhá.
riêng dòng Party House của Đài Loan nó làm cái đẳng cấp luôn rồi đấy, có triệu hai một cây đấy các bác nhá, tiếng rất là hay, dễ chơi dễ chỉnh. Đấy, bác nào yêu thích mã nào thì báo lại cho bên em các bác nhá.